với các đội nhân vật cuộc đối đầu giữa Cơn Mộng và cao thủ Cơn Nhà 1989 đã chính thức vào bước vào hiệp đấu thứ nhất của Cơn Nhà 1989 huy động huy học và hiệp đầu tiên của đội bóng Cơn Nhà 1989 đã triển khai bóng khá nhanh của đội bóng Cơn Nhà 1989 ở pha đá bóng đầu tiên. Cơ Hoàng đã phá đánh rất tốt. Lê Bảo Sang đang thi đấu ở vị trí tiền đạo. Giờ đây đá đánh được đường chuyền chạy cho Bảo Giang quá sâu. Một tình viên về bên trái. Nhưng không chút trả nguy hiểm không đâu. Đối diện và đá bóng là phần sau của Cana nguy hiểm không đâu. Sự xuất hiện bờ góc hẹp của cầu thủ vàng áo số 12 tiếp viện sau khi để cho đội bóng Cơn Nhà 1989 có được những sự cập nhật tốt hơn ở những phút vừa qua. Đội bóng áo xám đã có được hai cơ hội thực sự nguy hiểm. Nguy hiểm! Đội bóng thực sự có cảm giác và đã đánh bại được trở thành 2-0. Người vừa thực hiện những đội bóng có cảm giác đến từ trung vệ mang áo số 8 Thái Phong. Tỷ số là 1-0. Khi mà Hà Thắng đã lên khá cao và quan sát và tung ra cú chuyển tinh tế đến trung vệ mang áo số 8 một không. Hàng áo số 20 đã được đưa vào sân, người vừa được đưa ra sân đó là Lê Bảo Giang. Giữa hai đơn vị Cơn Mộng và Cơn Nhà 1989 hai cú sút liên tiếp của đội bóng áo trắng đã không thể đánh bại được Trường Thành mang áo số 16 đi đâu. Và như vậy đã có thêm có tỷ số cân bằng một đều dành cho cầu thủ Cơn Mộng. Sẽ là bắn bóng ra đến từ Trường Thành Minh Cường. Người vừa tăng bạn dứt điểm đến từ số 7 đó là Minh Cường. Lỡ rồi, lỡ cho Bảo Hiệp. Được bóng một thằng nếu quả thằng cao hủy thì đã không thể có được pha đá bóng dính bóng và bóng đã rời ra trong một đà di chuyển xuống bóng quá thuận lợi của số này tiền đạo Duy Ngọc bên phía Cơn Nhà. Tỷ số được nâng lên 2-1. Chúng ta triển khai bóng của bóng trắng trong phút vừa qua là khá nhịp nhàng. Linh Phúc không hiểu ý đi lắm chạy của trường Phan Thép. Duy Ngọc cá nhân chúng ta đối ngay của Duy Ngọc và đặt ở gần cửa ly khoảng 30 mét dành cho đội bóng áo xám. Chúng ta thì rất khá khó chịu từ số 18 Quốc Bảo và góc bắt đầu nói xám Quốc Bảo thì được chuyển bóng cuối cùng là khá nguy hiểm. Thành công dành cho cá thể đắng Di Lộc quá đi rồi vứt mặt và bóng đang cắm trong một pha solo của Di Lộc. Chúng ta tiền đạo mang áo số 7 và đúng ngày trọng tài anh Tuấn đã thổi còi kết thúc cuộc họp toàn bóng giao hữu giữa Cơn Mộng và Cơn Nhà.
Với các trận đấu khác thì cáo của đội công nhà 1989 đang tạm dẫn trước với tỷ số 3-1, trong đó có một clip của tiền đạo Duy Ngọc và thắng còn lại được thực hiện bởi Thanh Phong, và thắng duy nhất được ghi bàn phía cơ mậu đó là số 7 Huy Tân. Một trong số những cơ hội mà mình có được, phản công 3-2 giờ đây cười chào hậu thì sẽ được chuyển bóng xuyên cơ hai ba lần đầu tiên bàn đó là chào hậu và thủ được vào sân đỏ ngay cuối người đấu thứ nhất. Cầu thủ có ngoại hình và phong cách rất giống với Aramovic. Đó là Phúc Khanh. Đó là hơi sâu. Và Huỳnh Tùng còn ở lại trên sân. Kỳ Phúc. Phá bóp của trung vệ mang áo số 22. Xuất ra! Xuất ra! Được quan sát và công ra cái sút quá tốt, bóng đá hơi liếm vào sân ngang. Bây giờ đang là 1-3. Hiệp đã có tiếng còi của trọng tài anh Tuấn cắt lên và đánh đầu ở thế việt vị. Để kiếm cho tuyến tình dụng tuyến sân gỡ của đội bóng áo trắng không còn kiểm soát được nhiều bóng. Thanh Phong hiệp cứu vào bây giờ cứu vào rất đáng tiếc. Đó là câu trả lời tiếp theo của đội bóng áo xám. Lưu vàng Phúc Khanh đá đánh ba đánh lên và bóng lên an toàn của Trao Huy. Đánh trọng chào áo hơi chờ lắm, rất đáng thích. Phúc Khanh và công dành cho cái đội nắng. Phúc Khanh Kỳ Phúc với sự bọc lót tốt của các đội sân. Chúc chào chúc chào lại của Phan Nết. Đánh tàu và triển khai bóng đi phía phải. Đánh tàu và đột phá và đội bóng cuối cùng là hơi dài của cầu thủ số 7 của đảng đã có mặt trong vòng cấm của đội bóng áo xanh. Thứ hai Phan Nết nguy hiểm chẳng đá không được. Chúng ta cần với chậm của tiền đạo mang áo số 99 và đang là số 6 đéo hơi cao. Chỉ trở lại của tiền đạo mang áo số 7 Duy Ngọc chính là cử ra chân ở trận đấu vừa qua. Vào sân thì số 99 đầu nhất Phúc Khanh hay không Duy Ngọc là Phan Bét. Và hỗ trợ phòng ngự tốt của Chu Lĩnh Huyết. Và là tầm khá nhẹ của Phúc Khanh. Tình bậc cao cho phiên bản là Aramovic. Nhưng Phúc Khanh đã không thể có hoàn thắng. Huy Ngọc đã có khoảng trống. Huyết không đâu. Chưa có còi à. Đánh nhau đã hạn chế được rất nhiều những giải pháp triển khai bóng khác nhau. Phạm lỗi rồi với ngoại hình cao to và khả năng tỉ lệ tốt của cả vào số 7 đang gây ra khá nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của đội bóng áo xám. Giải bóng đá V-League 1 sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2021. Những cầu thủ như Quang Hải, Phong Thượng sẽ có mặt tại sân vận động Quốc gia. Đó là kinh nghiệm mà bạn lính của những tiền đạo đẳng cấp không chỉ có khả năng tạo ra những đột phá bởi những pha bóng cố định
vẫn đang là thương hiệu của số 7. Tỷ số được nâng lên 4-2. Và xin mời của đội nào mang áo số 7. Và trước đó là sự nỗ lực của Ngọc Hưng. Đưa vào. Đưa vào cho nhanh. Mình đang đứng trước quả phạt góc, đó là Lê Giang. Đưa vào. Bóng phối hợp. Và người khai. Đưa vào. Không vào, phối hợp. Đưa vào. Rất đáng tiếc. Hoàng Liên kéo và tấm kế một chơi này của số 17 Ngô Hội để có thêm ba thắng. Họ đã không thể tận dụng tốc hoặc những sự may mắn của bóng trắng. Pha solo hay của Đức Khôi. Hoàng Liên là đội bóng có được những lần thua tốt hơn rất nhiều. Ba mét. Và đến ngày tài tài chính là hội tài kết thúc trận đấu giao hữu giải đội bóng trên nhà một chiến thắng và cơ mộng kết thúc trận đấu giao hữu trên nhà một chiến thắng giành thắng lợi với tỷ số 5-2. Đối với câu lạc bộ người dân tộc và thắng được ghi trận này thực hiện bởi Thanh Vân, hai bàn thắng được ghi bên phía cơ mộng thực hiện bởi số 7 Vũ Tinh và 19 trung hậu.